kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin luôn cập nhật thông tin giá nông sản, mô hình sản xuất hay, cây con giống độc lạ, lời cao. Không chỉ ở Lâm Đồng, không khí lao động sản xuất của nông dân các vùng miền cũng được cập nhật liên tục. Mời bà con hãy cùng điểm qua thông tin hôm nay cùng chúng tôi. Hậu Giang sản xuất hoa kiện bán Tết, nông dân lo chi phí sản xuất tăng cao. Có mùi thơm ngào ngạt, nhiều hoa, lâu tàn. Giống hoa hồng độc lạ này đã xuất hiện tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 10 dự án khởi nghiệp sản xuất chế biến nông sản giúp nâng chất sản phẩm nông nghiệp tại Lâm Đồng. Hướng tới nâng chất lượng sản phẩm hoa, Đà Lạt, Lâm Đồng xây dựng trung tâm nghiên cứu các giống hoa. Nhà vườn trồng cà phê Tây Nguyên tìm hiểu thêm công nghệ chế biến ướp cho cà phê không gây ô nhiễm, chất lượng cao. Hoa kiển không phải là cây trồng chủ lực thế mạnh của nông dân tỉnh Hậu Giang, nhưng mà Tết đến xuân về thì nhà vườn cũng muốn thử sức trồng các loại hoa để mà bán Tết. Chỉ là mùa vụ nhưng mà bà con trúng giá hoa thì cũng có được một mớ tiền rủng rỉnh túi để ăn Tết. Năm nay có lẽ bà con sẽ lo lắng nhiều hơn bởi vì chi phí sản xuất hoa như là phân, rơm, tro đều tăng cao cả. Nếu mà không đạt năng suất và được giá thì cũng khó ăn được. Bà con Hậu Giang chủ yếu là sản xuất hoa truyền thống. Hiện nhiều hộ dân trồng hoa ở khu vực 1, phường 4, thành phố Vị Thanh đang tất bật làm đất, trộn phân để chuẩn bị xuống giống hoa Tết, chủ yếu là hoa dạng thọ. Theo người trồng, năm nay phân rơm, phân tro giá cao gấp rưỡi so với mọi năm. Nhà vườn lại thay chậu tre bằng chậu nhựa để tiết kiệm thời gian và đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, cho nên chi phí sản xuất đội lên. Bình quân mỗi chậu hoa thành phẩm tăng hơn 1.500 đồng so với năm trước. Dự kiến khoảng ngày 20 tháng Chạp âm lịch sẽ có hoa dạng thọ, cúc, cát tường chào thị trường, số lượng hàng ngàn cây một hộ. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, hoa hồng có ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu và vì cái vẻ đẹp rất là ngọt ngào mà hoa hồng được nhiều người mê mẩn. Và gần đây thì loài hoa này lại có nhiều chủng loại và màu sắc nên càng thu hút sự chú ý của khách hàng. Đến với làng hoa Sa Đéc Đồng Tháp thì anh Tiến Anh sẽ có nhiều sự lựa chọn về các cái giống hoa hồng hơn. Tôi cũng được biết là gần đây thì bà con đã có thêm những giống hoa hồng ngoại vừa thơm ngào ngạt mà cũng nhiều hoa và nở lâu nữa. Đây sẽ là sự lựa chọn cho du khách dịp Tết này. Mời bà con và quý khán giả hãy cùng theo dõi thông tin sau đây. Do hoa hồng ngoại ưu điểm là có hương thơm ngọt ngào, hoa nhiều, nở kéo dài từ 10 đến 20 ngày mới tàn nên khách hàng rất ưa chuộng. Những giống có hương thơm bền và được khách hàng chuộng nhiều nhất là hồng tuyết hương, hồng tâm, huyền bích, Kim Long, Ngọc Khuê, Vân Khôi. Trong đó các giống hoa hồng leo vẫn luôn hút khách bởi có thể trồng làm dây leo trước cổng nhà và có hoa thơm ngát, lại có loại hương thơm bay xa hàng chục mét. Tùy theo kích thước mà mỗi chậu hoa hồng ngoại có giá từ vài trăm cho đến vài triệu đồng. Cá biệt có những cây hồng cổ thụ giá lên đến vài chục triệu đồng. Ngoài giống hồng ngoại thì ở Sa Đéc vẫn còn lưu giữ hàng chục loại giống hoa hồng truyền thống đang được bảo tồn và phát triển như hoa hồng nhung, nữ hoàng, hồng lửa, cánh sen, đỏ, hồng phấn, sông hỷ, cam gai. Đặc biệt là giống hồng tỉ muội nhỏ gọn, ra hoa quanh năm đang được bà con nông dân trồng nhiều để bán cho khách tham quan. Từ lâu làng hoa Sa Đéc được biết đến là vựa hoa của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cũng là nơi nổi tiếng với những giống hoa hồng. Việc còn lưu giữ những giống hoa truyền thống kết hợp với hoa hồng ngoại như thế sẽ càng làm phong phú và đa dạng cho làng hoa, giúp cho nông dân nâng cao giá trị kinh tế hơn. Dự kiến thì năm nay, nông dân làng hoa Sa Đéc sẽ tung ra thị trường hàng trăm giống hoa hồng các loại để phục vụ thị trường Tết. Sắp đến Tết rồi cho nên nhiều loại nông sản cũng tăng giá trở lại do nhu cầu cao. Thông tin cây có múi tăng giá đang khiến cho nhà vườn vui vẻ chăm sóc, o bế trái để đón Tết. Và trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, những ngày qua, nhà vườn bán cam sành tại vườn giá 6.000 đến 9.000 đồng một ký tùy loại đã tăng từ 3.000 đến 6.000 đồng một ký so với thời điểm cách đây khoảng một tháng. Bưởi da xanh thì ở mức 35.000 đồng một ký loại 2 và 40.000 đồng một ký loại 1. Trong khi đó, giá cam mật từ 4.000 đồng một ký nay đã tăng lên 5.000 đến 5.500 đồng một ký. Một người dân vừa bán 5 tấn cam mật cho biết là trừ hết các khoản chi phí, lời được hơn 10 triệu đồng. Mặc dù là giá cam đã tăng trở lại nhưng mà bà con cho biết là không còn nhiều cam để bán cho thương lái bởi vì hiện nay đang vào thời điểm cuối vụ, mặt khác nhiều nhà vườn đang dưỡng cây dưỡng trái chờ bán vào dịp Tết. Cây có múi được ưa chuộng trong những ngày nắng nóng, được nhà vườn ở miền Tây trồng nhiều nên có lúc dội chợ rớt giá.
Riêng ở tỉnh Lâm Đồng thì bên cạnh phát triển diện tích cây có múi thì để đáp ứng nhu cầu của thị trường mùa nắng nóng sắp tới, nông dân đang phát triển cây chanh dây đó Tướng Anh. Nhà vườn trồng chanh dây ở Lâm Đồng đang tập trung các giải pháp như là đầu tư, chăm sóc cây trồng. Hiện toàn tỉnh còn trên 1.200 hectare chanh dây, sản lượng trên 53.000 tấn. Theo nhận định của nhiều nhà vườn trong tỉnh, hiệu quả kinh tế của cây chanh dây tăng gấp nhiều lần so với cây cà phê. Đặc biệt, thời gian gần đây, một số chuỗi liên kết sản xuất đã được các hợp tác xã trong tỉnh đứng ra thành lập, vừa hỗ trợ quy trình sản xuất, vừa cung ứng vật tư đầu vào, nguồn giống và bao tiêu nông sản, đã giúp bà con nông dân yên tâm đầu tư, nâng cao chất lượng nông sản. Hiện nay, nhiều nông hộ đã tập trung đầu tư trồng chanh dây theo hướng hữu cơ nhằm đảm bảo chất lượng, ổn định năng suất cung ứng cho thị trường, nhất là thị trường châu Âu. Kính thưa bà con, một số mặt hàng chủ lực của Lâm Đồng đang giảm giá mạnh so với cuối tuần qua như là cà chua và nhiều loại hoa. Sau đây là giá một số loại rau củ và hoa các loại ở tỉnh Lâm Đồng được phóng viên chúng tôi ghi nhận. Hiện nay, ớt sừng do khan hiếm hàng nên giá tăng, giá 16.000 đồng một ký tăng 6.000 đồng, còn lại cà chua 8.000 đồng một ký giảm 9.000 đồng một ký, su su 4.000 đồng một ký, su hào 5.000 đồng một ký đều tăng 1.000 đồng một ký.